Xin kính chào cô chú anh chị, ngày mới an lành nha. Cô chú anh chị hôm nay vào ngày đại lễ ở bên Hòa Hảo mình nè, ở bên huyện Phú Tân đó. Thì hôm nay là ngày 15, thì bà con mình ở xa gần gì cũng chuẩn bị về, tranh thủ về trước chứ để tới gần ngày thì là rất là đông cả nhà. Mình cũng đang chờ phà nè, ở bến phà Thuận Giang, cũng giống như bà con mình vậy, mình cũng đang chờ phà ha. Thì mình thấy cũng đông vui hơn ngày thường. Mình muốn ghi hình chia sẻ lại những cái phim ấm áp của những ngày cúng lễ lớn ở quê mình cho bà con mình xem nha. Đây, bà con mình cũng về để chuẩn bị dự lễ lớn ở bên Hòa Hảo mình nè. Nói chung ra thì ở khu vực tỉnh An Giang mình nói riêng thì bà con mình theo tôn giáo Hòa Hảo rất là nhiều. Và nơi bên chùa An Hòa Tự đó là một cái nôi của bên đạo Phật giáo Hòa Hảo ha. Mình cũng nằm trong số đó chứ không ngoại lệ. Vì vậy mình muốn chia sẻ những hình ảnh đẹp của bà con mình vào những ngày cúng lễ của quê hương mình nè cho bà con mình xem. Hiện tại thì bà con gần xa cũng về chuẩn bị qua phà để mà về bên chùa. Ngày xưa thì cũng có tên là chùa Thầy rất dễ thương ha. Nhưng bây giờ thì bà con thì cũng thường gọi là chùa An Hòa Tự. Đó, còn những ngày này 15, 16, 17, 18 thì chuẩn bị trang trí xong hết rồi. Nhưng mà chính thức ngày đại lễ là ngày 18 nha cô chú anh chị. Nhưng mà thường thì khác YouTube như mình đó thì là về ghi hình trước để chia sẻ cho bà con mình cái sự nhộn nhịp náo nức này để mà sắp xếp thời gian để về cúng lễ vào những ngày này rất là đông vui. Đây, đây là hình ảnh của bến phà Thuận Giang. Bà con đang chờ phà nha. Quá trời vui luôn cả nhà ơi, tối cũng vậy luôn nha, phà chạy sát đêm luôn nha. Đây rồi, mai mốt mà tới cái ngày mà rạng sáng 18 đó đoàn xe qua rước ảnh thầy nữa rất là đẹp. Mình cũng sẽ cố gắng dậy sớm để mình về để mình ghi hình chia sẻ cho bà con mình xem cái đoàn xe qua đó nữa. Cũng giống như mỗi năm vậy thôi. Nhưng mà tuy rằng như vậy nhưng mà mỗi năm cúng lễ thì mỗi những chiếc xe qua đó có cải biên thêm chút xíu càng đẹp hơn cả nhà ơi. Đó, vui chưa, đông lắm nè, bà con mình cố gắng sắp xếp thời gian nha để về dự đại lễ lớn của quê mình năm nay nha. Đó, đông vui lắm cả nhà, xe chờ quá trời luôn á. Hồi nãy mình lại tới thì cũng trễ một chiếc phà rồi, cho nên là cũng chờ giống như bà con mình vậy nè, đang chờ. Còn phía trước màn hình mình thì Kim thấy công ty Viettel cũng đang có thông báo tắt sóng 2G và từ ngày tháng 9 2024 theo kế hoạch của Bộ Thông tin và Truyền thông, các nhà mạng sẽ tắt sóng 2G. Kính mời quý khách hãy nhanh chóng kiểm tra SIM và điện thoại mình đang sử dụng hỗ trợ 4G hay không để thực hiện chuyển đổi sớm nhất. Nếu bà con mình hiện tại mà điện thoại đang sử dụng SIM 2G thì mình đến chỗ mà Viettel ha. Nếu mình xài Viettel thì mình đến cửa hàng Viettel để mình xin chuyển đổi lại. Tất cả đều không đồng nha cả nhà, mình chuyển đổi không đồng. Đi chuyển đổi về 4G để sử dụng nha cả nhà. Đây, có một chiếc phà nữa từ bên Phú Tân cập bến này đưa bà con mình về bên chợ mới nè. Chiếc phà này chắc là mình xuống được. Về đây
trên dòng sông Tiền mình á có khá nhiều lục bình trôi lên lên nè. Hôm thì không có một khoảng lục bình nào cả mà nước trong xanh lên. Hôm nay thì nước cũng hơi đục nè mà có lục bình lên. Cho nên nhìn dòng sông của mình nó cũng lưỡng thượng quá, nó không được sạch đẹp. Chuẩn bị cập bến ở bên phía sân nha cả nhà, để bà con mình về lễ xuống tiệc cũng như là về đổ đình để cúng lễ nha. Tàu về dặn ngang bên sông Tiền, hoa đăng với cờ lồng lộng bay. Nhớ lại thêm một chiếc nữa, về bên chợ mới nha. Giờ này đang tiến bước đường tu. Vào những ngày lễ lớn của năm trong năm như thế này thì bến phà này hoạt động hết công suất rồi nha cả nhà. Phải tăng cường thêm phà và chạy sát đêm như vậy để đưa đón bà con mình đến cũng như là đi. Vui quá chừng luôn, hát xe đông lắm cả nhà. Mời người về thăm quà lượng lờ soi bóng Tiền Giang, nước ngọt thắm tươi cây lành, cho qua lời phù sa bồi đắp. Chùa thầy là nơi thờ cúng, ngày ngày nghi ngút đèn nhang, tín đồ sớm hôm mong cầu, cầu hai chữ bình an cho muôn loài. Người người nô nức đang về đây chào mừng đại lễ suốt đêm ngày. Tàu bè dập ngang bên sông Tiền, hoa đăng với cờ lồng lộng bay. Nhờ thầy đời ta bừng sáng, giờ này đang tiến bước đường thu. Chị Thắng cập bến rồi, chị cũng chạy lên và cũng xin nói lời tạm biệt với bà con mình nha. Xin tạm biệt những chuyến xa quê hương, xin tạm biệt bà con thân yêu mình. Xin hẹn gặp lại bà con mình vào những video sau nha. Chúc bà con mình có những ngày về cùng lễ thật vui, thật nhiều ý nghĩa. Chúng ta về luôn luôn bình an, vạn sự lành. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Nguyện tinh tấn tròn cầu tu. Hãy chia sẻ và đăng ký kênh để theo dõi video mới nhé.